Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một loại thuốc, thuốc Comekim 4mg Archimedpharm là thuốc gì, thành phần, công dụng và tác dụng phụ. Nếu như chúng ta quan tâm về Comekim thì chúng ta sẽ có 5 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về loại thuốc này. Và lưu ý giúp Trang là không tự ý sử dụng thuốc ngay tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ, để an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của chính bản thân mình và người thân của mình bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, tìm hiểu về thuốc Comekim 4mg là thuốc gì? Thì bạn có thể xem hình ảnh minh họa cùng với Trang xem phải loại thuốc bạn đang tìm kiếm hay không. Thì nó sẽ nằm trong danh mục là thuốc ức chế men chuyển angiotensin, thuốc ức chế trực tiếp renin. Dạng bào chế là dạng viên nén các bạn ha. Quy cách đóng gói một hộp thì nó có một vỉ thôi, một vỉ gồm có 30 viên. Thành phần hoạt chất chính là pirindoril, chỉ định điều trị tăng huyết áp. Như vậy là chúng ta đã hiểu một cách khái quát và sơ lược về Comekim 4mg của Archimedpharm rồi các bạn nhé. Chủ đề thứ hai, thành phần của thuốc Comekim 4mg Archimedpharm là gì? Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến thành phần hoạt chất chính các bạn nhé. Thành phần hoạt chất chính của nó là pirindoril. Như vậy là chúng ta đã biết được thành phần mà cho cái dược tính trong Comekim là cái gì rồi bạn nhé, là pirindoril. Chủ đề thứ ba, công dụng của Comekim 4mg Archimedpharm là gì? Thì thuốc Comekim được chỉ định dùng trong những cái trường hợp sau đây: điều trị tăng huyết áp, điều trị suy tim sung huyết, điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ, đau thắt ngực đã ổn định. Đối với những trường hợp này sẽ được chỉ định sử dụng Comekim. Chủ đề thứ tư, tác dụng phụ của Comekim 4mg Archimedpharm. Thì ở đây Trang sẽ nói một xíu về cách dùng thuốc các bạn ha, để cho các bạn nắm để biết cách dùng đó. Thì thuốc được uống một lần trên một ngày vào buổi sáng và uống lúc đói, có nghĩa là uống trước bữa ăn. Liều dùng thì trong điều trị tăng huyết áp thì liều khuyến nghị là 4mg, uống một lần trên một ngày vào mỗi buổi sáng. Nếu cần thì sau một tháng điều trị có thể tăng lên 8mg uống một lần trên một ngày. Thì tùy thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể mà sẽ có những cái mức liều khác nhau. Đối với người bệnh cao tuổi thì nên bắt đầu điều trị với liều là 2mg trên một lần và trên một ngày uống vào buổi sáng. Nếu cần thì sau một tháng điều trị có thể tăng lên 4mg. Có nghĩa là đáp ứng về huyết áp của bệnh nhân như thế nào thì bác sĩ sẽ cân chỉnh cái liều lượng cho hợp lý để sử dụng thuốc cho tốt hơn. Còn đối với những cái tác dụng phụ khi bạn sử dụng Comekim á, thì có thể dẫn đến tình trạng như là ho khan. Cho nên là nếu như bạn gặp vấn đề về ho khan kéo dài, ảnh hưởng xấu sức khỏe thì phải thông báo cho bác sĩ biết để bác sĩ đổi thuốc cho mình. Chủ đề thứ 5, chống chỉ định khi sử dụng Comekim. Thì Comekim chống chỉ định trong những trường hợp sau đây: bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc hay là mẫn cảm với pirindoril thì chúng ta cũng không sử dụng được. Bệnh nhân có tiền sử phù mạch, phù huyết kỳ có liên quan đến việc dùng thuốc ức chế men chuyển trước đó. Phù mạch do di truyền hay là tự phát thì chúng ta cũng không sử dụng được các bạn ha. Không sử dụng đồng thời pirindoril với các sản phẩm có chứa alisgiren ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc là suy thận.
độ thanh thải creatinine dưới 60 ml trên phút và trên 1,73 m². Phụ nữ đang mang thai hoặc là phụ nữ đang cho con bú. Thì đối với những cái trường hợp này thì chúng ta cần lưu ý và cân nhắc. Cho nên là những kiến thức nền tảng mà Trang đưa ra để cho mọi người hiểu hơn về Comegrim, chứ Trang không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang để sử dụng thuốc an toàn và hợp lý nhất các bạn nhé. Và nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyễnthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.